Nếu bạn có nhiều chiếc điện thoại được ghép nối, thật dễ dàng để chuyển đổi giữa chúng. Mở Phone menu bằng cách nhấn vào nút Phone. Di chuyển xuống tới các thiết bị Bluetooth và nhấn OK. Bây giờ chọn điện thoại bạn muốn sử dụng và nhấn Connect. Ghi nhớ, nếu bạn đã chọn một điện thoại chính, Sync sẽ luôn kết nối với điện thoại này trước tiên mỗi khi bạn khởi động động cơ.